khu phố du lịch An Thượng tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Hàng năm đều thu hút số lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, đặc biệt là khách quốc tế. Việc tổ chức phố đi bộ kết hợp với chợ đêm tại khu phố du lịch này sẽ góp phần gia tăng sức hút nơi đây, đồng thời tạo ra sản phẩm du lịch mới cho thành phố, để điểm đến Đà Nẵng luôn trở nên mới lạ, hấp dẫn, qua đó thu hút đông đảo du khách đến du lịch thành phố. Đây là tuyến phố đi bộ đường Trần Bạch Đằng, được khai trương vào ngày 15 tháng 7 vừa qua. Tuyến phố mở từ 18 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Theo ghi nhận, khách sẽ bắt đầu đông từ lúc 20 giờ trở đi, không khí càng về đêm càng nhộn nhịp. Nhiều du khách quốc tế lưu trú tại khu phố du lịch An Thượng cho biết, họ rất thích những tuyến phố đi bộ kết hợp chợ đêm như thế này, rất thuận lợi, dễ dàng ra tham quan mua sắm. Còn đối với người dân Đà Nẵng, họ bày tỏ phấn khởi khi thành phố có thêm địa điểm du lịch như thế này. Phố đi bộ như thế này để cho người dân, người ta có cái chỗ đi chơi về ban đêm. Và mong rằng là những cái gian hàng ở đây mình nó phong phú nhiều lên. Mấy cô cũng đi cũng có mua được bánh nè. Mấy cô cũng sẽ tham gia với một số ẩm thực ở đây để xem thử là ẩm thực ở đây mình như thế nào. Để cổ vũ cho cái phố đi bộ mình càng ngày càng vui hơn. Các tuyến phố có bố trí các tiểu cảnh để khách check-in và điểm biểu diễn nghệ thuật đường phố, nghệ thuật đương đại và dân gian, v.v. Khu vực chợ đêm với nhiều gian hàng phong phú, tiêu biểu là ẩm thực, dịch vụ massage, hàng lưu niệm. Được biết, các gian hàng tại đây đều được bố trí dù lớn che chắn và mái lùa di động để phòng trường hợp có mưa vẫn có thể đáp ứng phục vụ khách. Trước đây thì toàn bộ tuyến đường này thì tối đen, gần như là khách hàng thì chỉ có bật âm thanh lên, khách hàng từ xa người ta tới thôi. Nhưng mà có tuyến phố đi bộ này thì thứ nhất là mình thấy là khách nó đông hơn hẳn rất là nhiều so với trước đây. Thứ hai nữa là tuyến phố này mình thấy nó đầu tư cũng tương đối đồng bộ, về các cái mặt hàng nó cũng đa dạng và đồng thời là có chương trình ca nhạc hàng đêm. Thì đây là một cái mà cũng đã hút khách hàng rất là tốt. Về tuyến phố này cũng như là phục vụ cho quán mình. Thì từ khi có tuyến phố này quán mình phục vụ tấp nập hơn, khách hàng rất là nhiều. Thế là chúng tôi đi từng gian hàng, an toàn vệ sinh thực phẩm, chúng tôi có trách nhiệm phải kiểm tra từng ngày từng giờ cho đến khi mà tan chợ chúng tôi mới về. Thời gian qua, khu phố du lịch An Thượng đã được thành phố đầu tư nâng cấp về hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, các sản phẩm dịch vụ du lịch về đêm vẫn còn hạn chế. Vì vậy, với vị trí thuận lợi, việc đầu tư thí điểm chợ đêm kết hợp với phố đi bộ và các hoạt động tại khu phố này nhằm tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm ẩm thực của du khách, qua đó thu hút khách đến, góp phần vào phát triển dịch vụ du lịch của địa phương và thành phố. Chúng tôi đã chỉ đạo cho các lực lượng công an, dân quân thường trực, rồi dân phố dân phòng. Đặc biệt tại tuyến phố du lịch, chúng tôi có một cái tổ có câu lạc bộ an ninh trật tự là tên gọi là 4 An. Một ngày chúng tôi bố trí các cái điểm chốt vào ra của tuyến phố du lịch An Thượng. Cái định hướng của Ủy ban nhân dân thành phố mà Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo cho phường cũng như là các cái đối tác, các đơn vị phối hợp triển khai là làm sao chúng ta phát triển kinh tế ban đêm và đặc biệt là phát triển cái khu phố du lịch An Thượng. Đây nền tảng là khu phố đi bộ, các phố chuyên danh, các phố ẩm thực cũng như các phố dịch vụ du lịch thể hiện cái bản sắc riêng của Đà Nẵng, của Ngũ Hành Sơn và đặc biệt là tôn vinh những cái sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng và những cái sản phẩm du lịch mà có thể thu hút và tạo ấn tượng cho du khách thì đến với Đà Nẵng và Ngũ Hành Sơn. Tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất thông qua tờ trình 119 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc miễn phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường để thí điểm tổ chức chợ đêm An Thượng.